124-125 nha. Hộ anh một cái. Nam Mô Di Đà Phật. Cho con nghe cờ Đức là anh đi. Cờ anh, cờ Đức, anh Đức, anh ảo, A-la-ba, A-la-ba, A-la-ba. Hello. Hello anh em. Hôm nay mình hay xin giới thiệu với anh em trang web shopthẻ365.com, nơi anh em có thể mua thẻ điện thoại hay là thẻ Garena được chiết khấu lên đến 7% và an toàn, uy tín. Link chi tiết mình để phần mô tả anh em nhé. Ok, xin được phép anh em nhé. Hôm nay là có sự kiện mới Lucky Ball vừa mới ra, nên là hôm nay tôi sẽ review một dòng sự kiện Lucky Ball của Bewit, Yowit. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, wow, cũng các thứ đầy đủ anh em ơi. Xin được phép gọi là review cho anh em trước nhá. Đầu tiên là BB trước đi, để xem coi sự kiện này được tầm khoảng bao nhiêu BB kia đã. Ở đây chúng ta có khoảng 27k. Anh em có bảo rủ thằng Sang thì thằng Sang hiện giờ nó không có nhà anh em ơi, nó đang đi đâu rồi? 27k. Ủa, ơ, một sự kiện này nhiều thế à? A few moments later. Đây, 27k, sự kiện BB không là 10k tuổi rồi. Uầy, thế khả năng bây giờ sự kiện này khoảng tầm khoảng 30k mới vừa. Đấy, sự kiện này BB nhiều quá thì bây giờ là BB trắng không là của sự kiện này đó 10k tỷ anh em ơi. Thì bây giờ cố gắng là mở mấy cái móc nha. Mở mấy cái móc là tầm khoảng 15k nó là đẹp. Chơi anh em ơi. Ok tính nha, tôi sẽ lại tầm khoảng 8 giờ đấy. 6-8-17 à. 6-8-17 khả năng cái này khó nói đấy. 15k thoải mái, mở cái gói này thôi. Mở cái gói này thôi là ra là hiểu rồi còn gì. Đây, sương sương thôi, nhẹ nhàng tình cảm. Cái này cái tầm khoảng 118 là đẹp. 118 đi. Pháp CM. Xin nhẹ, xin nhẹ một con hàng Gabiot. 116 rồi, cũng không in. Mình phải đi từ dưới gói, những cái gói móc đi lên anh em à. Mình đi mấy gói đầu tiên mình đừng có trong móc mới ra xịn. Đấy, những gói càng cuối càng xịn mới ngon. Chứ mấy gói đầu tiên xịn nó không ra được cái chứ. Nó xịn hơn gói đó nó cũng không có bao nhiêu. Anh em hiểu không? Đây, xíu làm nhẹ gói này cũng 8 đi. Gói này mà mở ra không ngon nữa đây. Cái này móc gọi là 4 nè. 4 năm mà này vừa rồi nè. Cái này mà ra không ngon nữa nhá. Cái này mà ra không ngon nữa thì khả năng là phải mở tí gói gác. Mở tí gói gác. Min thì là mọi không min được, không min được. Cuộc đời ai min hoài cho anh GTN Đức. Trời ơi trời, xin nhẹ phần tiền về cái UTH. UTH. Đó. Ấy thấy chưa? Mở mấy gói O này ra được 118 đây nè. HG đây, HG đây. HG đây, HG cho anh đây. FA Hàn Quốc. Ui, CM là xong rồi. Hello Nguyễn Đạt nhé, hello em. Khi xung gian hỏi lòng bấm chữ hủy là tốt nhất à. Anh bấm chữ hủy nó không nhận ngay nè, anh bấm chữ hủy nó không nhận bo à, nó tự chạy luôn rồi kìa, nói không nó đâu đạt nhá. HG anh HG Pháp mà đá cam à. Shitsuko 118 được 2K118. Ủa đùa mẹ, SCN cũng 7 kìa, 3K118 anh em à. Em tính là ngon chứ. Mấy gói 6-8 là ngon chứ. Uầy, có quả người già gà vô ngon thật anh em ạ. LN đi. Cho em Minh một gói LN. Cho em Minh xin. Bờ ca siêu. Rồi chết con đỉ mẹ. Di trên cô rồi. Trời ơi. Thằng ông nội. Còn có mấy gói gì sao sự kiện này nhanh thế. Xin phép mở 10 gói này cái coi. Trời ơi, bò còn có mấy gói bò hộ anh cái. Gì vậy? Ê. Ngon rồi quýt. Có cái gói mùa mới luôn kìa. Tôi tưởng là ra hẳn mà mày gô béo. LN. Đức FA CB là xong rồi còn gì. Như cái bồn cầu thật. Em cộng 8 mà 116. Biệt thế nhờ. 118 đi. LN đi. Cho xin đi. Xét bia CDM. CDM xét bia là không biết câu nào luôn rồi đó. Mà tích à. Cho em Minh xin một gói LN 120. LN 120. Ý chia xa được không? Đùa. Không được chia xa nữa chứ. Sự ca mặt. Chạy anh em ơi.
Cho em mình ăn ngon ngon cái, cảm ơn. Vô cùng cảm ơn. BTB Hà Lan. Văn đời xa, 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 văn đời xa. Vỗ tay mấy này. Né 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 né, được rồi. ST là ngon. ST. 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 Con mẹ em CM rồi. Ngon không vậy? Wow! Yes! 1.900 anh em ạ. Trời ơi, gỡ. Người trong mộng đã donate cho Minis 10.000. Dấu hỏi dự phẩm, ok. Cho anh ra ITM nha. Cho anh xin nghe được ITM. ITM đi, con gì cũng được. Chỉ cần ITM là được. LOL Đức. Đức mà GM GNAP RI à. Đúng không? Em gan người xối hả? Dạ, có bé quýt anh Bèo ạ. Rồi cuối đây là tất cả, anh cũng trông mong vậy. Thật sự luôn, cho anh gỡ một cái. Dạo này anh mở ạc bé quýt chê quá. Đây em được 118 nè. Anh Bảy ơi. Anh Bảy ơi. Ai lắm vô anh Bảy. Bộ rồi nha. Rồi, Egit Chen. Hời ơi, lao gấp luôn. Đạo phộng mày. ITM, môn gì là Phật. Không nghe ITM chứ. Nghe chưa mở chứ không quýt kiếm không mất. Guni. Người trong mộng đã donate cho Minis 10.000 đồng. Ủa, cảm ơn Minh. Min. Anh Min AK min. Em chưa tài đâu, em chưa tài đâu. Cho anh gai đi mở đi. Cáp Đức Ba Lắc hả? Ba Lắc. Đỡ khổ anh em ơi, một cái chín có gì một cái gửi. Trời ơi trời á, má tí thì đi, thật sự luôn tí thì đi. 124-125 nha. Hộ anh một cái. Nam mô Di Đà Phật. Cho con cái cờ đức cờ ăn đi, cờ ăn cờ đức, anh đức ăn. Áo A la ba. Chào Alaba LHHG. Người trong mộng đã donate cho Minis 10.000 đồng. 120.500 tỷ tin chuẩn xét nghi. Đừng nói. Đây nè Minh ơi. Quay cảm ơn boy nha, cảm ơn em nhiều. Mà mở thẻ có tí người nhà Gagina vô cái mới được. Mà xin 124 mà lùi về một chỉ số đấy. Cứ xin 124 lùi về một chỉ số đẹp. Ok, cảm ơn em Thành nhiều nha, cảm ơn mấy anh em nhiều nha. A few moments later. Ronaldinho nè. Đây nha anh em nhá. Xin được phép với anh em riêng cầu thủ mà gọi là tính luôn cái cầu thủ mà bị phích giá mà tôi đã chọn ấy là mở châu béo quýt ra khoảng 16 cái tỷ. Cái này là khoảng 16 cái tỷ nha. Rồi chưa kể là cầu thủ gọi là bị phích giá này, ví dụ như là chú tài em nè, đúng không, là giá khoảng 5k mà khi mà mở ra có 2k à. Rồi con kia sự ca mặt 119 đấy, mở ra nó cũng Trần Hoàng đã donate cho Minis 10.000 đồng. Cảm ơn Trần Hoàng. Anh bán cả đội hình đập cậu be rồi anh vào đập cho em xem cuộc đời nở hoa hay bế tắc phát. Rồi cuối giờ đi Trần Hoàng nhá, cuối giờ nhá. Trời ơi, xin phép anh em luôn, tổng vệ sinh cái sự kiện này mở cho bé quýt, tính luôn là tính theo giá trị thật của cầu thủ nha, 20k tỷ. Cộng thêm là 10k tỷ BB trắng nữa, 30k tỷ cho một dòng sự kiện Lucky Ball này. Anh em còn chờ gì nữa mà anh em không chơi. Nhưng mà nếu mà chơi thì nhớ gửi cho tôi nha. Tôi like là lúc 10h với 18h hàng ngày đấy. Anh em đừng quên. Trời ơi, anh em mà cảm thấy cái video này hay, anh em cho tôi xin một like, một sub nha anh em nhá. Và đừng quên bật cái chuông thông báo màu đen lên để có thể nhận tất cả thông báo về những buổi stream. Cảm ơn anh em rất là nhiều.